Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và như quý vị đã biết thì cái Ford Everest từ thế hệ Next Gen từ 20 cuối 2022 đổ lại đây, các phiên bản Titanium một cầu, hai cầu, Ambient, Sport, thì tất cả các phiên bản này thì hệ thống âm thanh của nó trang bị chỉ còn có 8 loa. Thì đối với nhiều khách hàng thì hệ thống này chúng ta nghe giải trí trên xe thì nó cũng đã là ổn rồi, thấy hài lòng rồi. Tuy nhiên thì với nhiều khách hàng, cái nhu cầu giải trí của chúng ta cao hơn, cái độ thẩm âm của chúng ta cao hơn thì chúng ta sẽ thấy nó hơi kém một chút. Thì giải pháp của nó là gì? Giải pháp của nó là thiếu đâu thì chúng ta sẽ bù đó. Và trong video clip này thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị cái hệ thống âm thanh mà tôi đã nâng cấp lên cho nó đầy đủ. Thiếu chỗ nào tôi bù chỗ đó. Thì với chiếc xe này, hệ thống âm thanh cơ bản của nó là nó có 8 loa. Thiếu mất 2 loa cột D, thiếu mất một cục loa trầm ở phía đằng sau và thiếu mất một cái loa trung tâm. Vậy thì tôi sẽ bổ sung cho nó đầy đủ. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu tới quý vị để chúng ta cùng xem nhé. Và quên mất, nói đến đây thì có lẽ là quý vị sẽ nghĩ độ lại hệ thống âm thanh này thì nó sẽ là bao nhiêu tiền? 40 triệu? Không phải. 30 triệu? Không phải. 20 triệu? Cũng không phải. Và hệ thống này tôi độ lại là giá chưa đến 20 triệu mà đã đầy đủ và cải thiện hệ thống âm thanh ở trên xe rất là nhiều. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng xem chi tiết. Xin giới thiệu tới quý vị bộ loa mà tôi sẽ lắp lên chiếc Ford Everest Titanium. Thì với bộ này tôi sẽ có 5 thiết bị, bao gồm một cái loa trầm, hai cục loa cột D, một cục loa trung tâm và một cái âm ly. Thì với cái âm ly này là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là chủ động điều chỉnh cái âm thanh, âm lượng của xe, tần suất âm thanh. Thì ở trên này tôi trong cái bộ âm ly này thì nó sẽ có một cái chiết áp như thế này để chúng ta tăng giảm cái âm lượng của cái loa trầm này. Và ngoài ra đối với những khách hàng mà thẩm âm kỹ hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển thêm được, điều chỉnh thêm các cái tần suất, tần số âm thanh ở trên cái âm ly này. Đây, đấy, ở phần phía đuôi của âm ly thì nó sẽ có 4 cái núm để chúng ta có thể điều khiển các cái âm thanh ở trên cái bộ cái cục loa trầm như thế này. Đó, nó sẽ xử lý âm thanh và chúng ta sẽ điều khiển, chúng ta sẽ xoay vặn các cái này theo cái ý muốn của từng người một, bởi vì mỗi một người có một khả năng thẩm âm khác nhau. Thế nên chúng tôi sẽ có cái này ở trên cục âm ly này, nó sẽ có để chúng ta sẽ chủ động. Và đây là cái nhân vật chính thì chúng ta có bộ loa này. Thì với cái bộ loa này tôi sẽ giải thích một chút về cái thương hiệu của nó. Bộ loa này chúng tôi lấy hàng từ phiên bản Everest Platinum. Thì trên Platinum nó sẽ để thông tin của loa là loa BNO. Thế nhưng với thực tế khi mà thiết bị thì nó sẽ không có bất kỳ một cái thông tin gì của BNO cả, mà nó hoàn toàn là của Pomoco, và thậm chí là chiếc loa này còn sản xuất tại Việt Nam. Đấy, thì giải thích vì sao nó như vậy. BNO người ta sản xuất loa cho Ford, thế nhưng Ford không hề đặt bất kỳ một cái logo nào trên cái thiết bị, mà người ta chỉ đặt ở trên chiếc xe thôi. Chiếc xe ví dụ như phiên bản Platinum thì xe của nó đặt tên là loa BNO, nhưng mà thực tế khi mà cái thiết bị chúng ta đưa ra đây thì nó là Pomoco. Đấy, thì phải giải thích như vậy để chúng ta dễ hiểu. Kể cả là bây giờ chúng ta có bóc một chiếc xe Platinum hay thậm chí là bóc một chiếc cao cấp hơn là chiếc Explorer thì nó cũng không hề có bất kỳ một cái logo hay thương hiệu gì của BNO, mà hoàn toàn là Pomoco. Đây là hai bộ loa cột D cũng như vậy. Đấy, thì giải thích như vậy để chúng ta hiểu. Đó. Rất nhiều các cái thương hiệu lớn sản xuất linh phụ kiện cho Ford nhưng người ta cũng không để thương hiệu, và với BNO cũng vậy, bộ loa này cũng không hề có một chút thương hiệu nào. Đây là toàn bộ bộ loa mà tôi sẽ lắp lên chiếc Everest, 5 thiết bị, một loa trầm, 3 loa, một trung tâm, 2 loa cột D và một bộ âm ly. Đối với các cái xe nguyên bản thì hệ thống âm thanh của nó đã thiếu đi một cái loa ở trung tâm, và tôi đã thêm một cục loa trung tâm vào đây thay mặt dưỡng zin của nó bằng một mặt dưỡng có đục lỗ. Thì như vậy thì ở phần phía người lái xe cho hàng ghế đầu tiên thì chúng ta có 5 loa, một loa trung tâm này, 2 loa ở
ở trên cột A đây và hai loa cánh như thế này ở dưới đây. Đó. Thì cái âm thanh cái loa trung tâm trông nó nhỏ thế thôi nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó cải thiện khá là tốt quý vị ạ. Và trong thiết kế của nó thì ở chỗ khu vực đây, chỗ khu vực cần số sạc không dây thì tôi đã thiết kế thêm một cái chiết áp, cái này để tăng cái âm lượng của cục loa trầm ở phần phía đằng sau. Đấy, nếu mà quý vị muốn nghe, chúng ta muốn nghe to âm thanh trống, bát các thứ to thì chúng ta điều khiển ở đây. Đó, là chúng ta sẽ vặn ở đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang hàng ghế thứ hai của xe. Thì với Everest thì ở cái cánh sau của nó thì nó sẽ trang bị sẵn luôn là 4 loa chia làm hai bên. Mỗi cánh chúng ta có 2 loa, 1 2 loa. Đó. Thì như vậy thì với cái hàng ghế thứ hai nguyên bản của xe chúng ta có 4 loa. Và bây giờ những cái mà tôi sẽ nâng cấp ở trên tiếp tục ở trên này. Đây, quý vị có thể trông thấy. Đây, loa cột D thì tất cả các cái phiên bản mới chúng ta thì đều không có cái loa này. Ở cột D này chúng ta không có và tôi đã nâng cấp nó lên. Tôi gắn thêm hai cái loa nữa vào đây. Hai cái loa nữa vào đây này. Một và ở phía bên này nữa thì tôi cũng gắn thêm. Đó, hai loa. Và điểm đặc biệt hay nhất ở trên đây nữa đó là cục loa trầm zin. Đây, ở trong này. Đó, thì nguyên bản ở trong này nó chỉ là cái màng không và tôi đã phải thêm một cái loa, tôi thêm một cái loa trầm ở trong này nữa và chúng ta hoàn toàn có thể là tăng giảm chất lượng của nó như cái như ban lúc nãy tôi nói ở trên video. Đấy, thì như vậy thì với chiếc xe này chúng ta đã có đầy đủ loa, hệ thống âm thanh đầy đủ 12 loa của Pomoco. Đó. Thì với cái loa của Pomoco này thì người ta là cho do B&O người ta sản xuất, thế nhưng mà họ không đóng logo của B&O mà họ đóng logo của Pomoco, thì vì vậy thì tôi cũng không dám nói là hàng của Pomoco, không dám nói là hàng của B&O, chúng ta cứ gọi là hàng Pomoco đi. Đó. Thì tất cả hệ thống này là hệ thống loa zin có tem mã, tem nhãn pạt của Ford, hàng zin luôn. Đấy, thì khi mà lên xe như thế này thì dùng chất lượng âm thanh nó sẽ rất là tuyệt vời. Đây là vị trí loa trung tâm nhé, chúng ta sẽ bóc bỏ cái dưỡng zin này đi. Đấy. Sau đó thì đèn loa thì em đã đặt vào đây rồi. Zin luôn. Thay vì cái dưỡng loa kia, mang dưỡng loa này, thì chúng ta sẽ thay cả dưỡng loa này để cho âm thanh lọt qua. Đây là vị trí loa cột D đây. Bên này cũng thế. Và như vậy vừa rồi thì tôi có giới thiệu tới quý vị cái hệ thống âm thanh được nâng cấp lên các cái phiên bản Ford Everest. Và hệ thống này thì tôi sẽ giới thiệu lại, đó là chúng ta sẽ nâng cấp 5 thiết bị: 2 loa cột D, 1 loa trung tâm, 1 cục loa trầm và 1 âm ly, để và chúng ta hoàn toàn có thể tăng giảm được cái chất lượng âm thanh của âm ly cũng như là hệ thống âm thanh của loa. Và đặc biệt rằng là bộ này có giá bán vô cùng hợp lý, có giá bán chưa đến 20 triệu đồng. Vậy thì nếu như quý vị nào đang quan tâm đến cải thiện hệ thống âm thanh ở trên xe thì hãy liên lạc với chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị tư vấn thêm về các kỹ thuật cũng như là báo giá tốt nhất để quý vị lắp nhá. Ok, video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.